Rồi, hello, chào các bác nha. Thì bây giờ mình cập về tình hình cái kho máy hiện tại của bên công ty ha. Rồi, mình sơ lược chi tiết vào thôi, những cái máy nào còn. Rồi, máy R28 540 triệu, máy Plus R25 mình đi sơ qua cho bác xem thôi. Rồi bác nào mà muốn thông tin chi tiết thì truy cập vào đường link phía dưới. Ở đây một con là 209415 R28 cũng 540 luôn. Toàn bộ lô là 540 hết nè mấy bác ơi. Thấy không? Rồi ok, con cuốn còn đẹp lắm. Nói chung mấy con này là 95% nè. Rồi tiếp tục đi vào con này 207760 giá 540, con cuốn đây. Rồi tiếp tục tới số khung con này là 209206 540 triệu luôn. Rồi con cuốn đây. Đây thì em chỉ đi sơ lược qua cho các bác xem nhanh cho nó dễ, rồi bác nào mà muốn coi cụ thể con nào hơn á thì các bác vào cái phần danh sách phát á là có video cụ thể của từ chiếc đó nha. Rồi cái này 2020 8822 540 luôn. Mấy cái lô máy này lô máy đẹp. Rồi con này thì rẻ tiền lại, con này 210 R23 mấy G101077 máy này mình cũng có đăng rồi, máy nào nói chung máy nào cũng đăng hết. Rồi hôm nay là ngày 12 nha mấy bác. Cỡ chiều nay là máy về tới mười mấy chiếc lận. Rồi trong đây còn chiếc G, để đi cho bác xem. Chiếc này là R25 giá 310 triệu 200376. Rồi đây sơ lược cái máy, em đi sơ sơ thôi là quay hết kho, cập nhật tình hình là kho cho các bác xem nha. Rồi chiếc này 27 505 400 giá 370. Tiếp tục chiếc này là 502485 giá 360 triệu. Đây con cuốn này em đi sơ sơ thôi nha các bác. Rồi bác nào có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về con máy thì nhấp vào đường link phía dưới á, nó có cái danh sách phát á, các bác vào đó các bác xem cho dễ, cập nhật hết tất cả máy cho bác xem luôn. Con 95 này mình cũng đăng rồi nè, 300 mấy hôm bữa nè. Rồi đây còn con 70 nữa, đây 16 310 triệu 503923, con này cũng đang gọi luôn 310 triệu nha bác, mong cuốn nó đây. Rồi bác nào quan tâm thì liên hệ số điện thoại là 0916566577 nha các bác. Rồi hai em 105 hôm bữa mình mới đăng luôn, chiều nay cũng về như một hai em nữa nè, mình chúng chưa coi qua nữa. 105 chiều nay có về như một hai chiếc. Rồi chiếc này 216400, bác nào mà kiếm 105 thì để xem clip rồi qua mua máy nha mấy bác ơi. Rồi cái này là 100260 giá 400 triệu nè. Rồi mấy cái đằng sau thì bán rồi, đang bảo dưỡng không nói đi ha. Rồi đi vòng lên con G Plus này cũng vừa bán hôm qua. Rồi tiếp tục với mấy chiếc 370 đời 23 máy chạy ít nha mấy bác ơi, 24 chứ. Chiếc này là 503033 500346 nè, cũng 370 luôn. Đây hai em nó thấy rõ chưa các bác ơi, chiếc G Plus sao là bán rồi nha. Rồi chiếc này thì trên 400 mà giá bao nhiêu thì quên rồi, để mình coi lại mới biết. Con này cũng đời 25 thì phải, đẹp lắm. Con này được cặp xích mới á. Rồi em này 500502 giá 340 215. Máy á, là tùy theo cái đợt về á, cao thấp á các bác, nên là có nhiều cái máy nó sẽ có cái giá mà nó hơi cao. Thì các bác nào mà thiện chí thì cứ trực tiếp vào công ty xem máy được thì bên em xem xét hỗ trợ cho, chứ không có gì đâu ha. Chiếc này 502256 đời 24 370, nó là tùy theo lô. Mà những cái lô mà nào mà bên 1747 á, thì nó đắt là đúng. Còn mấy cái bên đây á, thì con nào mà các bác thấy mà còn giá nó hơi cao á, thì tại vì do cái lô nhập về á, cái thời điểm nó giá đô với lại giấy tờ này kia các thứ nó đắt hơn, vận chuyển nó xa rồi á, thì cái máy nó sẽ đắt hơn. 506323 409218 này máy LED nè, DC70 Plus. Rồi còn em này đời 23 giá 350 này, 502546 con này cũng có đăng rồi luôn,
trên những cái video trước á. Các bác cập nhật vô thì các bác cứ vào cái danh sách phát, các bác nhấn vào các bác xem là có từ chiếc hết. Rồi quay lại mấy dòng 320 nè, những cái dòng 26, 27, 320, 28, 29 và những cái dòng phổ biến nhất của bên công ty em ha, là 504660, đời 26, 320 triệu theo bông cuốn của em đó. Mình chỉ quay sơ sơ cái bông cuốn thôi. Rồi chiếc này cũng vô luôn, 26, 503360, 310 triệu luôn nha bác. Đây giá này, máy bên em bán là có hỗ trợ 10 triệu sửa chữa nè, làm bơm số miễn phí nè, rồi vận chuyển miễn phí trên toàn quốc cho các bác luôn. 504371, 310 triệu, 26. Nói chung máy đời 26, 27 bên em nhiều lắm. Giá thì các bác muốn tầm bao tiền có 200 mấy, 208, 29, 300 là máy đẹp rồi. Nếu mà đời 26, 27 nha, lọt qua 28 thì nó hơi đắt hơn, nhỉnh hơn chút, có 340, 350 tại máy Thái mà bác. Rồi đó, thì hiện tại thì bên em cập nhật buổi sáng ngày 12 cho các bác xem ha. Rồi chiều nay về là mấy con kia là các bác cứ hóng video nha. Các bác nào mà muốn xem thì nhấn like và đăng ký kênh. Rồi mười mấy chiếc kia về á, rồi là em đăng lên mỗi ngày vài chiếc cho các bác xem hết nha, cho các bác dễ lựa chọn. Rồi em cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Xin cảm ơn.